4. Sai lầm khi hút thuốc sợi tẩu gỗ. Sai lầm này rất dễ gặp với những người mới tập chơi tẩu gỗ. Hút thuốc sợi tẩu gỗ là một trào lưu trẻ hóa. Trước đây, tẩu thuốc được mặc định giới trung niên hay ông già mới hút. Vài năm trở lại, nhiều thanh niên bắt đầu thích thú tẩu thuốc cổ điển phong cách châu Âu này. Phong cách lịch lãm và trưởng thành khi ngậm cây tẩu trên miệng. Nhưng có rất nhiều thanh niên tập tành hút mà chưa tìm hiểu kỹ. Video này, Ambé sẽ chia sẻ với các bạn 4 sai lầm tai hại khi hút tẩu gỗ thuốc sợi này nhé. 1. Không mua đủ dụng cụ phụ kiện cho tẩu gỗ. Bộ cơ bản cần chuẩn bị: tẩu gỗ, thuốc tẩu, bộ vệ sinh tẩu, nước vệ sinh tẩu, bật lửa. Bạn phải vệ sinh thường xuyên. Sau mỗi cối tẩu để chất hắc, ín không bám vào thân gây tắc lỗ khí và mất vị ngon của cối tẩu sau. Mẹo là nếu bạn có điều kiện nên mua ít nhất là 2 cái tẩu trở lên. Lý do là quá trình hút sẽ gây ẩm tẩu. Do nước nhựa thuốc tiết ra trong quá trình bị đốt nóng khiến nõ tẩu bị ẩm. Khi nõ tẩu ẩm hút cối thuốc sau sẽ bị hiện tượng nóng, cay lưỡi và vị thuốc mất ngon, nhạt nhẽo. 2. Chỉ hút thuốc mộc không hút thuốc thơm. Thuốc sợi có hai loại cơ bản là thuốc mộc và thuốc thơm. Về cơ bản mỗi loại đều có cái hay riêng. Thuốc thơm thường nhẹ hơn thuốc mộc và hút khi chúng ta đi ăn uống với bạn bè hoặc dự tiệc. Thuốc mộc có vẻ ngọt, ngậy tự nhiên hút tốt với những đồ uống nhẹ. Tại Việt Nam, nhất là khu vực miền Bắc thì mùa đông rất hợp với thuốc mộc dùng với trà nóng. Nhưng mùa hè nóng lên đến 40 độ thì thuốc thơm nhẹ có vẻ là lựa chọn tốt hơn cho lưỡi và vòm họng của bạn. 3. Không vệ sinh lớp cách. Trong quá trình hút tẩu, nhựa thuốc sẽ bám vào thành nõ tẩu và tạo ra một lớp than gọi là lớp cách. Lớp này có tác dụng bảo vệ thành tẩu chống cháy và mang lại vị thuốc ngon hơn do nhựa thuốc bám vào. Nhưng dù bạn hút thuốc mộc hay thuốc thơm thì lớp cách càng ngày sẽ càng dày lên, sẽ dẫn đến nhựa thuốc của bạn khó thoát ra. Và việc cần làm là cạo lớp cách đi. 4. Tẩu thương hiệu là tẩu hút ngon. Về cơ bản, những hãng tẩu danh tiếng được làm bởi những thợ tốt và gỗ được tuyển chọn kỹ. Nhưng không phải là cái tẩu nào cũng lên vị tốt và ngon. Có những tẩu bạn chỉ có thể dùng để hút thuốc thơm, còn dùng sang hút thuốc mộc thì không lên vị. Do nhiều yếu tố gặp phải khi chế tác như chất gỗ, xây gỗ, chế tác luồng hơi. Thậm chí, có những tẩu rất đắt tiền và sang chảnh nhưng cũng không lên được vị tốt. Nhưng dù sao tẩu của các hãng danh tiếng vẫn hứa hẹn mang đến cho bạn một chiếc tẩu lên vị ngon hơn là những sản phẩm phổ thông. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambé. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm các video mới để ủng hộ shop nhé!